Motorcycle TV xin chào các bạn. Video clip ngày hôm nay mình sẽ làm những chiếc 67 này. Thì chiếc 67 này là video thứ hai trên kênh của mình. Video thứ nhất là về một chiếc 67 mình kết tâm vào khoảng những năm 2023. Và nó cũng là một trong những video còn lại, có nghĩa là cái kênh mình nó đã có quá trình hình thành. Kênh mình nó đã có quá trình hình thành trước khi mà làm cái việc là chia sẻ ngàn xe máy. Trước đó rồi mình đã làm một số video về cất tinh xe cũng như là phục dựng xe cổ, thì trong đó mình chỉ chừa lại vài video tiêu biểu thôi như Uran hoặc là 67 mà mình làm cất tâm á. Thì video đó là trước video 01 nữa, các bạn lật lại giai đoạn khoảng 6 năm về trước. Còn video này là video thứ hai mình làm. Mình có hai video về 67 rồi, một cái là cất tinh theo kiểu gym, một cái là cất tinh độ. Còn cái chiếc này là một chiếc đặc biệt ha, chiếc này là chiếc thứ ba trên kênh của mình. Thì chiếc này nó có gì đặc biệt để mình làm video thì các bạn tới gần đây sẽ xem. Video này mình đổi FI cho chiếc 67 các bạn. Đây, không còn cái bình xăng con nữa. Và nó là một cái họng ga. Họng ga này thì mình làm là của chiếc xe Future 125. Cái vấn đề mình làm tại sao nó lại là đặc biệt thì mình cũng biết là có nhiều anh em khác cũng khá là hay. Họ cũng đổi FI cho 67, họ cũng làm. Nhưng mà cái video của mình thì có thể là nó sẽ khác những người khác. Cái họng ga này mình nhớ không lầm thì nó của RSXAT hoặc là Future 125 gì đó, một trong hai dòng xe đó thôi. Mình không nhớ kỹ lắm tại vì làm nhiều đời xe lắm rồi. Thì xe này là Zin ha, SS50V nè, xe này chính chủ luôn đó các bạn. Cái xe này thì mình chỉ gắn cảm biến nhiệt vô đây và cảm biến oxy ở cổ bô nè các bạn ha. Cảm biến oxy gắn cổ bô. Cái này đúng ra mình làm cái răng mình siết cho sát sát em ha, cho đẹp nó mình làm fix lại cái răng rồi. Nó đặc biệt cái gì? Đối với những anh em khác thì khi họ làm á thì họ phải chế cái cụm bơm. Thì cái cụm bơm xăng á, cái 67 á các bạn, nó khó là ở chỗ là cái thùng xăng nó chia ra hai bên, ở giữa là cái bệ sườn, thì chúng ta khó mà để hàng cái bơm xăng lắm, chúng ta buộc phải xài bơm rời. Thì cái vấn đề của chúng ta là làm sao mà để cái bơm rời nhưng mà giấu được cái bơm. Thì đây, cái bơm xăng mình đang nằm trong này. Một lát nữa mình sẽ cho các anh em coi cái quá trình mình làm cái xe này ha. Đây là cái bơm xăng nằm đây nè. Bơm xăng nằm trong này, thấy không? Trong này không còn cái bình ắc quy nữa. Vậy thì cái bình ắc quy đi đâu? Bình ắc quy nó xuống đuôi các bạn. Lát mình cho các bạn coi cái bình ắc quy mình giấu như này nè. Giấu dưới gầm này nè. Rồi, thì mình đưa cái bơm xăng vô đây, xăng từ trong cái bình xăng. Bình xăng này mình hướng dẫn luôn, mình làm đây là mình chia sẻ luôn cho anh em có thể tự làm ở nhà. Thì bình xăng á là nó sẽ bơm xuống dưới cái bơm xăng. Bơm xăng sau khi bơm vào kim phun, nếu mà dư á, áp lực dư á, van điều áp dư á, thì nó sẽ xả về lại ngay cụm này nè các bạn. Có nghĩa là cái cụm ba này, cụm ngã ba này nó tuần hoàn. Có nghĩa là xăng ở đây vô và xăng hồi về mà dư thì cũng vô đây luôn. Để giảm tải cho bơm. Đó là về cái bơm xăng. Trên hệ thống FI thì mình xài là bộ ba cảm biến ha. Cảm biến IAT, cảm biến MAB và TB nằm chung cụm. Xe này nó có van Ganti tự động IACV. Ngoài ra thì là cảm biến nhiệt độ EOT, Engine Oil Chamber, Temperature là cảm biến nhiệt độ động cơ, là nhiệt độ đường nhớt. Và đây là Oxygen Sensor là cảm biến oxy nằm đây. Rồi, mình sẽ quay mặt bên kia cho anh em coi. Xe này thì không biết thân mình làm đâu, mình chỉ hướng dẫn cho học viên mình làm thôi. Đối với những ca này thì mình hướng dẫn cho anh em học viên thôi. Kim phun nằm đây, kim phun nằm đây. Môn sườn thì mình đã giấu ở trong sườn rồi, rất là gọn các bạn thấy không, rất là gọn, không có lòi bất cứ gì ra. Và thậm chí xe này bây giờ mình muốn lên đề từ là mình lên luôn, mình muốn lên khóa thông minh cũng lên luôn, đó là bình thường. Và cái cùm này các bạn coi nè, cùm là vẫn xài cùm ga lưỡi gà của 67 ha, mình không xài cùm ga cuốn ha. Nè các bạn nhìn bướm ga nè, đó mình xài cùm lưỡi ga. Rồi cùm lưỡi ga bình ắc quy đây, em quay rõ đây bình ắc quy cho anh em coi. Bình ắc quy phải nhìn kỹ trong cầm này nè, mới thấy cái bình ắc quy, mình giấu học bình trong này nè, bình ắc quy nằm đây nè, đó các bạn thấy không. Và hệ thống sạc mình cũng giấu dưới yên luôn, giấu toàn bộ luôn. Coi như là các bạn sẽ không thấy được cái hệ thống điện xe này. Và tại sao lại là nó có gì đặc biệt thì như vậy các bạn, khi mình chế cái kim phun này, cái hướng phun á nó phải đi vào vùng đốt. Mình chế cái co này để mục đích gì nè, anh chủ xe này anh muốn là nếu các bạn nào chơi 67 á thì các bạn sẽ thấy một câu chuyện là 67 nó, cái bình xăng con nó sẽ có một cái chụp tròn, thì anh chủ xe này ảnh sẽ muốn là làm một cái chụp tròn ở tại đây để mục đích là ảnh sẽ giấu cái cụm họng ga, có nghĩa nhìn như zin. Thật ra nếu mà nhìn như vậy không để ý kỹ thì cũng nghĩ là nó là zin thôi, nhưng mà ảnh muốn làm một cái cầu tròn ở đây nè,
và sẽ làm bằng carbon, làm bằng carbon hoặc là composite gì đó để che cái cụm này lại, mục đích là giấu luôn. Và ở bên này thì mình gắn thêm một cái ống nữa là để mình, tại vì mình chế cái bơm xăng các bạn, khóa xăng một bên thì nhiều khi xăng nó động một bên, cho nên là mình cân bằng hai bên thùng xăng này luôn, để mà xe cho dù chạy tới còn bên nào thì cũng vẫn chạy được bình thường nha các bạn. Mình làm hai ống xăng cho nó an toàn đó. Và đặc biệt thì mình làm cho nó nhiều diêm ha, để còn gì. Anh muốn là che cái phần này, anh muốn giấu bơm xăng, anh muốn xài cái cùm lưỡi ga, anh muốn là hệ thống điện bình ắc quy nó gọn gàng, thì cái cục sạc mình đưa đây, cục sạc ở đây và cái bình ắc quy đây. Chỉ có duy nhất một cái là xe này mình còn thiếu, đó là cái nắp đuôi cá zin. Thì anh có gửi cho mình nhưng mà hiện tại là do di chuyển nó bị lạc, thì còn cái nắp đuôi cá với cái ổ khóa chali khác mình thay vô thôi, dọn về cơ bản là xong. Thì có nhiều bạn nói á, là khi mà chế cái này thì không xài được nắp đuôi cá zin 67 là các bạn chưa thấy rồi. Chứ còn ở đây mình làm á, mình đảm bảo luôn là nếu mà cái này gắn cái nắp đuôi cá zin vô là chắc chắn 100% được nha các bạn. Cái này là mình đang gắn đỡ cái nắp 81 lô thôi, chứ còn đúng là mình chỉ cần lấy cái nắp zin 67 là mình gắn vô đây là không có cấn cửa kích, không cấn gì hết, mình chế rất là gọn. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi là cái quá trình mà mình làm nó như thế nào, để các bạn hình dung mình sẽ có những cái giai đoạn mình là chia sẻ tận tình luôn, mình không có giấu gì đó, mình hướng dẫn luôn, các bạn có thể tự ở nhà các bạn trải nghiệm các bạn làm. Và có khả năng là mình cảm thấy là cái độ gọn gàng, cái độ chỉnh chu của một cái cục máy 67 mà đổi FI thì mình thấy là cái này nó đạt được tới cái đỉnh điểm rồi. Mình cũng không có nghĩ ra phương án nào làm gọn hơn nữa các bạn. Thì các bạn nào có cách làm hay hơn, các bạn có thể comment chia sẻ giúp mình, và cũng như là anh em mê xe 67 và anh em mê xe máy nha. Một xíu nữa Dân, là nhớ nha, tháo ra đánh cước cái này, thầy sẽ chỉ làm cho cái hoa lăng này mới không bị oxy hóa nữa, mình có đồ ha. Là một cái, thứ hai á là cái đường dây của cái cảm biến nhiệt với cảm biến oxy này nè, cái ống thông hơi này là cũ của cái máy này chế, thì mình sẽ chế một cái bát này nè, mình chế cái bát này rộng ra, hiểu không? Cái bát này có thể là mình chế nó nằm trên này nè, để nó chịu vô đây nè, nó không có bị nóng cháy dây. Mình đưa cái bát này lên đây, rồi cái này thì mai mốt nữa mình sẽ làm một cái chụp gì đó, cái hộp gì đó che cái phần này luôn, tại chủ xe họ muốn zin, nhưng mà cái chụp zin của 67 thì không che được cái này đâu, mình chỉ giữ lại co và che cái cụm này thôi, hiểu không? Làm cụm này, còn bơm xăng mình đã giấu đây rồi, còn bình ắc quy nằm đây. Ủa ở đây có hàng gì không mà sao nóng nóng vậy? Nãy giờ em bật khóa đúng không? Nãy giờ ai bật khóa nè? Nãy giờ ai bật khóa cái bơm nó chạy nè? Hay là máy này có nổ không? Nổ không? Đó, này ấm nè. Em mở ra em kiểm coi sao đây ấm. Thấy không? Thấy ấm không? Ấm quá trời ấm luôn. Thấy chưa, rợn ốc này nè. Ốc này bắt môn sườn đúng không? Môn sườn ngoài đó, vậy ốc này bắt gì? Hả? Sao nó ấm? Giỡn hoài, giật tới hoài bạn. Bạn có thấy nó nóng bất thường không? Cái bơm không nóng nè, đúng không? Cái bơm không nóng nè, bạn rời cái bơm nè, nguội ngắt nè. Mà tại sao con ốc này nóng? Vậy con ốc này đang bắt cái gì? Ông nào bắt cái dây này? Cái tụ gì? Tụ 12V là điện trợ sứ đúng không? Màn điện trợ sứ này là câu vô cái dây gì? Đó, cái này là con điện trợ sứ tỏa nhiệt nè. Điện dư thì nó mới xả, nhưng mà xe chưa nổ máy mà điện dư gì? Đó, kiểm tra cái đó coi. Ông nào chế cái này? Thấy không? Nó nóng lên nguyên cái bụng sườn này luôn nè. Nãy tôi thấy chìa khóa này bật, tôi tưởng đâu là bơm xăng nóng, nhưng mà không phải. Đâu, bật khóa coi bơm xăng quay không? Bật khóa đi. Rồi coi. Quay nè, bơm xăng quay nè. Vậy thì cái này là tụ gì đây? Hỏi coi nó câu dây nào. Vậy là để kiểu này mà bật khóa là hết bình đó, hiểu không? Coi nó là tụ gì. Còn trong khi đây xài sạc điện tử rồi tụ gì nữa, đã xài sạc điện tử vô đây rồi là sạc này tự điều chỉnh rồi, còn xài tụ làm gì nữa. Rồi hỏi nó coi ha, hỏi nó coi câu cái tụ gì, báo đàng hoàng, bàn giao rõ ràng, chứ tới chừng em làm gánh trách nhiệm á. Rồi bây giờ đã hoàn thiện nè, cho anh em coi phần cơ khí. Thì ở đây thì chắc là mình sẽ làm một cái chụp bằng carbon, tạo dáng để che, như cái 67 zin đó này nó có cái chụp cầu đó các bạn, che ở đây.
Đường ống xăng thì bơm xăng thì mình xài khóa xăng zin luôn. Giấu cái bơm vô đây. Thì khi cái bơm vô đây rồi, hệ thống điện IC rồi nằm trong này rồi, thì dĩ nhiên là không có chỗ để cái bình. Thì có những anh em khác họ làm, họ sẽ nới cái cốp này ra, họ đưa cái bơm ra ngoài và cái bình nằm trong, bình nhỏ. Nhưng mà do là mình muốn cái xe này đi đường xa, điện ổn định luôn, thì mình xài điện xài bình lớn. Bình lớn và cái sạc điện tử. Mình đã làm lại cái mâm điện này, mình quấn lại mâm điện này, mình đi sạc điện tử và xài cái bình lớn. Cái bình thì nằm dưới yên, thì mình cái yên lên đây nó sẽ che hết. Giờ mình sẽ làm bát để bắt cứng cái bình vô đây và nó không bị vô nước nè. Mình chế cái bát này các bạn thấy không? Cái bát nằm dưới này đỡ cái bình nè. Đó, mình sẽ lót cao su để cho nó tưng, nó không bị kêu và sạc nằm đây luôn. Thì tất cả cái này khi ập cái yên lên là nó sẽ giấu hết các bạn. Có nghĩa là bình và sạc đưa ra ngoài, còn cái bơm thì sẽ đưa vô giữa. Và tất cả những cảm biến này đi là mục đích là cuối cùng là nhìn giống như một cái máy 67 zin vậy đó. Ở đây tất cả cái xe của mình nè, 67 nè, mình lên FI nè, mình cũng làm rất là khác biệt. Chiếc rác này mình cũng đang làm FI họng hai kim nè, mình làm lại cũ là xăng cơ nó chạy rồi, các bạn lăn bánh rồi. Chiếc này là ẹp đầu lòng winner này là chạy xăng cơ chạy rồi nè, lên FI nè. Charlie cũng lên FI nè. Tất cả những cái xe này là rất là khác biệt ha. Rồi ở đây Vespa cũng lên FI nè, Vespa lên FI luôn. Sắp tới mình làm chiếc cúp này lên FI luôn. Rồi chiếc rim này lên FI luôn nè các bạn. Chiếc này F135 lên X1R cũng là lên FI luôn. Tất cả xe của mình hầu như là chạy phun xăng điện tử hết. Giờ thì chỉ còn thiết kế cái chỗ để bắt cái mô men sườn này cho nó đẹp thôi. Mô men sườn này nó dây hơi ngắn. Thì không biết chủ xe thích bắt ở ngoài hay là giấu nữa thì mình cũng không biết. Thì giờ tạm thời là bắt đây cho nó nổ đã. Ganti rất là nhuyễn nha các bạn. Máy im ru bà ru luôn á. Tổng thiệt hại cho cái ca này bây giờ mình sẽ nói trước khi mình chốt cái ban. Em mở đèn này đi. Em nhìn trong đứng lên sao. Thật ra các bạn có nhiều bạn nói là lên FI 3-4 triệu, 4-5 triệu đó, thì cái đó là không biết các bạn so sánh giá làm sao ha. Thì ở đây mình sẽ nói cho các bạn nghe một câu chuyện. Có nhiều người nói là có những anh em khác họ lãnh làm FI 4-5 triệu, 5-6 triệu, thì cái đó mình không biết. Nhưng mà riêng á, mình nói với các bạn vậy nè. Nếu như cái xe này đầu tiên là cái co xăng này, co xăng này làm cái độ nghiêng mà để vớt cái cổ dây cao su á các bạn, thì mình nói là cái co xăng này không, mình tốn gần 1 triệu đồng á các bạn, tin không, hơn 1 triệu đồng luôn á, chứ không phải gần đâu, hơn luôn á. Có nghĩa là mình mua một cái co xăng để xài được cổ dây ha. Mình cắt ở đây, mình hàn vô đây, nhưng mà ban đầu á cái độ nghiêng của nó không đúng các bạn. Không bao giờ các bạn làm một bát các bạn ăn đâu, làm xong cái nó xỉa họng ga anh cho này nè, xỉa lên vậy nè, thì cái góc kim phun á nó sẽ tạt vô cái chân cái họng này nè, nó dướng ở đây là một cái. Thứ hai là cái họng ga nó xỉa lên thì sao nó đút vô đây được các bạn, đúng không, là phải cắt ra sửa lại. Mà sửa một lần chưa phải xong đâu, một lần hàng nhôm tiện chạy đi chạy lại xăng cộ, nên chi phí mà cái co xăng này nếu mà tính tiền xăng chạy đi chạy về hơn 1 triệu đồng á, nội một cái co xăng nha. Rồi xong nè, hàng cái con ốc cảm biến nhớt vô đây, tính vô đây. Nhưng mà hàng vô đâu phải hàng bát ăn đâu các bạn, mở ra mở vô tốn ron tốn keo chảy nhớt rồi chưa chắc hàng một lần ăn. Rồi sau đó tiếp tục tới cảm biến oxy của bô. Cái này em đi em tháo bô em gian riêng ra, em bắt sát cảm biến oxy với này nha, cho nó đẹp luôn chứ không phải để về được. Bắt sát cảm biến vô rồi thì mỗi một cái chi phí lặt vặt đó nó mới ra cái khuôn của xe này bản đầu tiên. Sau đó nếu như bây giờ mình làm chiếc thứ hai, chắc chắn mình có cái mẫu này rồi, mình lấy cái mẫu này rồi mình đẻ chiếc xe thứ hai, chi phí nó sẽ thấp hơn chiếc xe này. Nhưng mà đặc biệt trên kênh Moto Xe Cầu TV á, làm một bản thôi à, mình cũng chưa có ý định là mình cũng không có thời gian để mình làm cái xe 67 mình làm hàng loạt đâu, không có, thực ra mình không có thời gian ha. Rồi vô lăng cũng vậy, vô lăng mâm lửa là mà sửa tới sửa lui vô cho nó không cọ, rồi xài được cái mâm vít lửa nha. Cái mâm này mình gắn tạm thôi, mình đợi anh chủ xe đem mâm vít lửa qua. Rồi cái thùng xăng, khi đi làm xong cái thùng xăng này của anh bị mục cái lường này hết rồi, làm cái phần ống xăng cái hàng ống bên kia mục lường, cái phải đi làm đồng, làm đồng cái thùng xăng này, không thợ làm đồng tính mình 1 triệu đồng á các bạn. Người ta nhìn đồ 67 người ta tính mình 1 triệu. Rồi làm đồng xong cái phải đi sơn, sơn rồi sẵn rồi mấy chỗ chạy của người ta dặm lại cho người ta, rồi tiền sơn tiền làm đồng thùng xăng hết 2 triệu bạc rồi. Rồi cái co này phải 3 triệu không, qua lăng phải 4 triệu không, rồi cái lồng cảm biến rồi vô là hết 5 triệu chưa. Đó, mình tính sơ tiền đi làm đồ thôi. Rồi chưa đâu, cắt ống dây đợt lần thứ nhất cắt nó lớn nó thô quá, đổi ống dây, rồi làm mấy cái ngã ba, rồi độ dài dây, rồi đặt cái bơm xăng sai tới sai lui, làm ống làm đi làm lại cái phần ống bơm xăng không á nha, ống bơm xăng ngã ba không, với rắc co cổ dê không á, chế tới chế lui không, 500-600 ngàn
Đó, rồi dời cái học bình lên xuống học bình. Vậy thì nãy giờ mình tính sơ sơ các bạn 5-6 triệu nó không thành vấn đề. Rồi xong mua một bộ FI, bây giờ đi mua đồ rã FI một bộ nha, là nó phải con số là 3 triệu. 3 triệu xong về chưa chắc xài được các bạn. Về cái trúng bộ nó chết cảm biến, rồi nó cảm biến nó mất tín hiệu, rồi nó hư cảm biến, rồi hư bơm xăng, rồi hư kim phun, nó tùm lum hết. Rồi các bạn phải đi mua linh kiện ha. Rồi ống xăng nè, đâu phải, đâu làm gì có cái hãng nào có cái ống dây xăng mà nó vô y như vậy. Các bạn phải chế cái ống xăng đó, lặt vặt linh tinh nó cộng lên con số xe này hết. Tiền làm đồ không đã 6-7 triệu rồi các bạn, 6-7 triệu rồi. Tiền công sức đi làm đồ gia công, rồi mua bộ đồ này hết 3 triệu. Vậy cuối cùng ốp xe, ốp sành cái xe này nè, xong xuôi hết rồi. Những cái như là bình ắc quy nè, rồi lặt vặt xe này của ảnh hư như bạc đạn hư, rồi bố thắng hay là này khi linh tinh, mình cũng phải làm cho họ. Hoặc mình mở cái máy này ra, mình thấy cam cò nó có vấn đề, xúc bắp có vấn đề, mình sấy, mình thay phốt, thay ron, cũng là một công việc phải làm, thấy không? Rồi tổng thành xe này làm xong, thật ra tính cái xe này trên 10 triệu, 11 triệu, gần như không có lời các bạn. Thương mại không có lời. Có nhiều bạn nói 11 triệu lời lúc cán, các bạn thử đi, các bạn làm 1K đi các bạn biết. Làm 1K các bạn biết liền, cảm nhận liền. Nhưng mà nhớ nha, tôi nói ca đầu tiên thôi, tôi không có kêu các bạn làm một cái khuôn này rồi các bạn đẻ ra hàng loạt. Dĩ nhiên đẻ ra hàng loạt về cái chuyện mà cái tiền ngu á, gọi là cái tiền ngu á, cái tiền nghiên cứu rồi cái tiền hao hụt, tiền hư hao á, nó cộng vô một đống rồi. Thì bây giờ dĩ nhiên làm đàn bản sau thì phải hết ngu, chứ còn lần sau mà ngu lần nữa thì ai chấp nhận được, đúng không các bạn? Cái chuyện dĩ nhiên cuộc đời ai cũng ngu hết á, nhưng mà đừng để chuyện ngu xảy ra 2 lần thôi. Thì tôi chỉ đóng tiền ngu cho xe này 1 lần, thì không thể nào bản sau này tôi ngu nữa. À, tôi phải hết ngu chứ. Thì hôm nay làm xe sao tiết kiệm kinh phí xuống có thể còn 8-9 triệu. Nhưng mà rồi nếu tôi sản xuất câu chuyện là hàng loạt, thì dĩ nhiên khi mà sản xuất hàng loạt rồi thì nó còn 5-6 triệu là đó là chuyện bình thường đó. Có nhiều bạn nói trên mạng có người bán bỏ bị 5-6 triệu, đúng rồi, các bạn chưa tính tiền các bạn mua về rồi công các bạn làm nữa, thấy không? Rồi các bạn bị sai chỗ này số nọ chạy đi sửa rồi tùm lum câu chuyện rồi đó. Thành ra là mình chốt cho bạn về kinh phí ha. Rồi, đó thì toàn bộ cái quá trình chia sẻ về cái xe này là mình quay rõ ràng cho anh em coi hết ha. Đó thì cái chiếc này là một cái chiếc mà mình làm FI, mình cũng cảm thấy nó vừa lòng. Bây giờ độ hoàn thiện các bạn thấy nè. Ví dụ đi. Bây giờ vô số quay bánh cũng nổ, mà đạp nhẹ cũng nổ. Lên gà quay bánh là nổ nha, rất là dễ nổ, gà thì rất là dễ. Hoặc là mình đạp máy thì cũng rất là nhẹ nổ các bạn. Và mức tiêu hao nhiên liệu dự đoán trên cái động cơ này là nó có thể nó vượt 60 km bên xăng, vượt 60 km bên xăng ha. Cái điều đó là cái điều rất là tâm đắc trên xe này. Rồi video clip này mình sẽ dừng lại cái chia sẻ của mình tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay các bạn nhớ like và subscribe kênh, và đừng quên ủng hộ kênh bằng việc xem quảng cáo. Xin chào và hẹn các bạn ở video tiếp theo về xe máy. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.